Tập 33. Hôm nay lại xảy ra chuyện như thế. Nhưng mà chuyện này nói ra thì cũng thật là kỳ lạ. Biểu ca, có phải là huynh vẫn còn canh cánh ở trong lòng chuyện trước đây, cho nên cố tình tìm người tập kích bọn muội không? Em dâu à, sao muội lại có thể nói như vậy được? Ta có ăn gan hùm thì cũng không dám làm ra những chuyện như vậy. Thật ra thì tình hình lúc đó cũng làm cho con sợ hết hồn. Quả thật là rất nguy hiểm đó. Cho nên một mình huynh chạy trước. Mẹ xem, sao mà em dâu lại cứ nói như vậy được chứ? Mẹ có biết là lúc đấy con chạy đi làm gì không? Con chạy đi tìm người đến giúp. Con tìm nửa ngày mới tìm được người. Và kết quả, lúc con đến đã không thấy ai nữa rồi. Muội nói xem, chuyện này thì cũng đâu có thể trách ta được. Biểu ca, lý do của huynh nói ra thì cũng là hợp lý đó. Hôm nay nếu không phải mệnh của muội lớn thì bọn muội đã chết từ lâu rồi. Huynh có biết hay không, chuyện này thì chúng ta cũng rất lo lắng em dâu à. Nhưng mà đại ngu huynh ấy cũng không thể ngờ rằng đã xảy ra chuyện như vậy. Muội cũng được có trách huynh ấy nữa. Được rồi, đúng vậy, muội tạm thời tin lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn đi. Nhưng mà muội cũng muốn nói ra với hai người. Làm hại muội cũng không sao, nhưng mà làm hại đến đứa con trong bụng của muội thì muội sẽ liều mạng với hai người đó. Mẹ anh nói rất đúng, đứa cháu yêu này quan trọng. Đứa nhỏ không sao mà, bác gái từ từ, ta không sao, ta nói cho các con nghe. Đứa cháu yêu này rất là quan trọng, sau này tất cả mọi người đều phải hầu hạ Mai Anh thật là tốt cho ta. Đã nghe thế rồi chứ? Đến khi nào đó sinh đứa nhỏ mới thôi, Di Nương à, nhất định rồi. Yên tâm, Mai Anh à. Mẹ, mẹ đừng tức giận nữa. Nếu mà động thai khí thì không tốt đâu. Con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Có nghe thấy chưa? Sau này không được để xảy ra những cái chuyện như vậy nữa. Không đâu ạ, chúng con nhất định sẽ cẩn thận. Được rồi, yên tâm đi. Ở đâu ra cái lý đấy? Tại sao lại như vậy chứ? Không những là không dạy cho Mai Anh một bài học mà kết quả lại làm cho ta tức điên lên được. Tức chết mất, đừng có giận mà. Chỉ cần chàng mau chóng nghĩ cách lấy được khế ước nhà của Lưu Gia là chúng ta có thể phải mong mà đi. Vậy thì không cần tức giận mấy cái chuyện này. Đừng tức giận. Thiếp bận chút việc nha. Di Nương bảo thiếp đi hầm canh giúp người. Vậy nàng đi đi. Thiếp đi đây. Ừ, mau đi đi. Được rồi. Được rồi, đi đi. Đi đi nào. Không sao chứ đại ngô ca? Tôi không biết là huynh. Không sao hết, vậy thì tốt rồi. Làm tôi giật hết cả mình. Không sao, ta chỉ đùa cô một chút thôi. Tục ngữ nói thật là không sai. Đúng là thương cho roi cho vọt. Cô đánh tôi như vậy, tôi vui còn không hết nữa là. Cô thấy có đúng không? Cái miệng này của huynh thật là biết cách ăn nói đó. Biết cách ăn nói thì có tác dụng gì chứ? Thật ra bây giờ ta gặp một chuyện không vui lắm. Là người nào làm đại ngô ca không vui thế? Chính là mấy người mà hôm nay cô đã tìm giúp tôi đó. Nhìn thì cũng lợi hại đấy, nhưng mà đến lúc ra tay thì ra cũng chỉ là thùng gỗ kêu to, không thể giúp ta dạy cho Mai Anh một bài học được. Được rồi Ngô đại ca, tôi đã cố gắng hết sức để tìm người giỏi nhất rồi, mà ai mà biết lúc quan trọng nhất lại không làm được việc chứ. Không thể giúp được gì cho đại ngô ca. Việc này phải xem cô như thế nào. Không phải là cô nên xin lỗi ta thật tốt hay sao? Cái lão già háo sắc này lại muốn sàm sỡ mình. Lão phu nhân. Mẹ. Ôi, sao tôi lại quên mất chứ? Lão phu nhân còn đang đợi tôi đến đấm lưng. Đại ngô ca, tôi không thể nói chuyện cùng với huynh được rồi. Tôi phải đi trước đây. Đi đây.
Phụ Dương. Phụ Dương. Nhi thần tham kiến Phụ Dương. Phụ Dương, muộn thế này rồi Phụ Dương vẫn còn chưa đi nghỉ sao? Từ lúc bị thương lần trước, Phụ Dương khó khăn lắm mới bình phục được. Đương nhiên phải tranh thủ thời gian luyện công một chút, thế thì công lực của bản thân mới hồi phục được như trước kia được. Phụ Dương à, người cũng phải đợi đến lúc cơ thể khỏe mạnh rồi hãy luyện. Việc luyện công này không vội được đâu. Những gì con nói với Phụ Dương đều biết. Chỉ là Phụ Dương, sao người lại thở dài? Từ lần trước, vì ta bảo mấy tỷ muội của các con hãy xin cháu ngoại cho ta bồng bế, đến bây giờ vẫn chưa thấy tin gì. Phụ Dương chỉ sợ kiếp nạn ngàn năm sắp tới khó mà qua được. Đến lúc đó, kể cả có cháu ngoại rồi, ta cũng không bế được nữa rồi. Phụ Dương, người đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Con tin người nhất định sẽ đắc đạo thành tiên, không cần phải an ủi Phụ Dương. Tình hình của ta như thế nào, ta là người biết rõ nhất. Phụ Dương, nếu người thật sự nhớ các tỷ muội của chúng con, thì sao lại không dùng kính viễn vọng xem họ thế nào? Ý này rất hay. Phụ Dương, người muốn xem vị tỷ muội nào trước? Xem cửu muội trước đi, nó làm ta lo nhất đó. Nào, cửu muội, cửu muội, cửu muội, trong lòng của Phụ Dương chỉ có cửu muội mà thôi. Con lại ghen tị rồi à? Nhị tỷ, nhanh. Tứ phương tụ lại, chỉ rõ điều cần thấy, hãy hiện ra điều tôi mong muốn. Mở. Ăn có ngon không? Nàng ăn chậm thôi, ăn nhanh quá sẽ bị sặc đấy. Gì cơ? Ta nói cho chàng biết, có thai thật sự rất tốt, ai trong nhà cũng nhường nhịn cho ta, ai cũng sợ ta. Thiếu phu nhân ta tất nhiên là rất hạnh phúc rồi. Thiếu phu nhân của ta ơi, nàng vui là được rồi. Ăn xong ta giúp nàng bôi thuốc. Ngoan quá vậy. Nào, ta giúp nàng bôi thuốc. Cổ muội có tin vui rồi. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cổ muội này cũng thật là, mang thai là chuyện lớn như vậy, cũng không đến nói cho Phụ Dương biết nữa. Đúng là không coi Phụ Dương ra gì cả. Và còn nữa, cổ muội không hiểu chuyện đã đành, đến cả bác muội cũng không hiểu chuyện gì cả. Thật là làm cho người ta buồn phiền. Lần sau mà họ có về, con nhất định sẽ nói cho họ một trận đó. Thất muội. Có điều vừa rồi Lưu Phong nói giúp cổ muội bôi thuốc, thế là thế nào nhỉ? Lẽ nào cổ muội bị thương sao? Cổ muội đang mang thai mà tại sao lại bị thương? Ta không yên tâm được. Hay là ngày mai chúng ta đi thăm nó xem sao? Được không hả? Vâng. Phụ Dương, cổ muội không quan tâm đến người, người còn đi thăm nó mà làm gì? Thất muội, đợi đến ngày con làm cha mẹ rồi, con sẽ hiểu nỗi lòng của ta bây giờ. Nhị tỷ, bây giờ ta muốn xem tình hình ở bên đại tỷ của con. Dân ạ. Tứ phương tụ lại, chỉ rõ điều cần thấy, hãy hiện ra điều tôi mong muốn. Mở. Thật ra là không đau nữa rồi. Quả thật là không sao nữa rồi. Thật sự không đau nữa, không đau nữa. Vậy hay cái kia, cái kia chàng muốn nói gì? Có gì cứ nói thẳng ra. Vậy hay là chúng ta lại nỗ lực thêm một chút nữa đi, sinh một đứa con, đừng để cho mẹ thất vọng. Tùy chàng, chàng quyết định là được rồi. Vậy thì chúng ta làm thôi.
Mẹ, ông thông gia đến rồi ạ. Hoan nghênh bà thông gia. Sao hôm nay ông lại có thời gian đến đây vậy? Tôi đến thăm mai anh, xem nó gần đây như thế nào, có làm cho bà thông gia buồn phiền không? Không đâu. Nó gần đây đã nghe lời hơn nhiều rồi, mà nó đang mang ở trong mình giọt máu của Lưu gia chúng tôi. Thật sao vậy thì tốt quá. Tốt quá, chúc mừng. Cả hai đều vui mà. Tốt, tốt rồi. Thái Điệp, dạ. Mau đi mời thiếu phu nhân và thiếu gia qua đây, nói là ông thông gia đến chơi. Dân Thái Điệp rõ rồi. Ông thông gia mời vào trong nhé. Khách sáo quá, mời bà. Xin mời, mời vào. Gì cơ? Cha ta đến đây sao? Sao lại đến đột ngột như vậy? Điều này tôi cũng không rõ nữa. Có điều vừa rồi Bạch Đáo Gia nghe chuyện thiếu phu nhân mang thai là rất vui mừng. Thật là tốt quá rồi. Cô đi thông báo cho bác tỷ của ta đi, chúng ta sẽ qua đón ngay. Vâng, Thái Điệp xin cáo lui ạ. Lần này thì thảm rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Bây giờ đến cả cha thiếp cũng biết là chuyện thiếp có thai rồi. Ngộ nhỡ bị cha phát hiện thì chúng ta xong luôn rồi đó. Bình tĩnh đi. Chúng ta chỉ có thể đã sai thì cứ sai theo. Cha nàng nghĩ là nàng có thai thì chúng ta cứ đến gặp ông ấy để cha càng tin nàng thật sự có thai. Lần này quả thật trèo lên lưng hổ rồi. Yên tâm đi, chúng ta mau đi thay y phục. Đừng làm loạn nữa. Cha đợi bên ngoài rồi đó, mau đi thôi. Cha, con bái kiến cha. Được rồi, bái kiến bác gái. Con ở đây có làm cho bà thông gia gặp phiền phức gì không đấy? Con không có ạ. Không có. Lan Anh rất là ngoan ngoãn. Nhị tỷ, ông thông gia, ông không biết đó thôi. Từ lúc Mai Anh có thai, tất cả đều là Lan Anh giúp đỡ chăm sóc. Ông xem, tôi quá yên tâm rồi còn gì. Chỉ tiếc là tôi chỉ có mỗi thằng con trai này. Nếu không, tôi còn muốn Lan Anh làm con dâu của tôi nữa đó. Cha thấy chưa? Nếu bà thông gia không chê, có mối nào tốt thì mong bà để ý giúp Lan Anh nhà của chúng tôi. Không thành vấn đề. Cha nói gì vậy? Sao cha lại cứ nhắc chuyện này mãi vậy? Nhiều người ở đây như vậy, con xấu hổ chết mất rồi đó. Còn xấu hổ nữa sao? Mẹ, nhạc phụ đại nhân, chúng con đến rồi. Con gái bái kiến cha, bái kiến cha, bái kiến mẹ. Mai Anh à, con có thai, lại không nói cho cha biết. Sao? Xem cha là người ngoài rồi à sao? Con... đương nhiên là không phải rồi cha. Cha đừng có hiểu nhầm. Thật ra thì con cũng mới biết là mình có thai thôi ạ. Con đã định là mấy hôm nữa đích thân về báo cho cha tin mừng, nhưng mà không ngờ hôm nay cha lại đến rồi. Được rồi. Được, cha không trách con nữa. Có điều bắt đầu từ bây giờ trọng trách của con rất lớn. Nhất định là phải giữ gìn sức khỏe. Đừng có như hồi trước, đừng có nhảy nhót lung tung nữa. Nhất định là phải bảo vệ cẩn thận đứa cháu yêu quý của ta đấy. Nghe rõ chưa? Cha yên tâm ạ. Con nhất định sẽ cẩn thận. Hơn nữa, mẹ chăm sóc cho con cực kỳ là tốt đó. Đa tạ bà thông gia. Đứa bé chào đời rồi, hai nhà của chúng ta phải tổ chức ăn mừng thật lớn mới được. Đương nhiên rồi. Đúng ạ. Vết thương lần trước của ông thông gia đã ổn chưa? Đa tạ bà thông gia quan tâm. Bây giờ đã khỏi hẳn rồi. Thật ra nghe tin Mai Anh có thai thì tâm trạng lại càng tốt hơn. Xấu hổ quá. Vết thương của con phải để cho bà thông gia lưu tâm. Người một nhà sao lại nói thế? Mọi người đều đang vui vẻ như thế này. Đại Ngô, Ngọc Kiều, dọn dẹp lại hoa viên, lát nữa bài tiệc ở đó. Dân Yên Cai đi ạ. Dân đi đi. Vậy thì chúng tôi đành cung kính không bằng tuân mệnh thôi. Hoàng nghênh, hoàng nghênh. Sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Chịu được không? Đa tạ đại dương quan tâm. Lát nữa sao ổn thôi. Đệ phải cẩn thận đấy. Đừng để bị trúng ám khí của người ta nữa. Đệ cũng không muốn như thế. Lúc đó tình hình hỗn loạn, nhất thời sơ suất nên bị thương khiến cho mọi người phải lo lắng. Xin lỗi.
Ngũ đệ, để làm việc luôn cẩn thận. Tại sao lại lần này sơ suất đến như vậy? Sau này khi ta phóng châm độc, để tránh xa một chút, đừng có gây rắc rối cho mọi người nữa, biết chưa? Đúng là bị đánh bại dễ dàng như thế, đúng là thắng thì ít mà thua thì nhiều, chẳng yên tâm được một tí nào hết. Chuyện giết Lưu Phong để ta tự làm, ngươi lo dưỡng thương đi. Nếu lần này Mai Anh mang thai con trai thì tốt. Bà thông gia, con trai con gái đều tốt như nhau cả, chỉ cần là mẹ con được bình an thì đó mới là quan trọng nhất. Đúng rồi, muội phải giữ gìn sức khỏe đó nha. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi lấy một ít thuốc dưỡng thai an thần cho Mai Anh. Mấy tháng đầu không được qua loa sơ suất. Bà thông gia, không cần đâu. Con gái thứ hai của tôi hiểu biết sâu rộng về y thuật, chi bằng để cho nó đi tốt hơn. Bà thông gia cứ yên tâm. Được, được rồi. Nàng xem mọi người vui thế kia, chúng ta làm sao mà có thể khiến cho họ thất vọng đây. Biết rồi mà. Phong Nhi, võ công của con dạo này tập luyện như thế nào rồi? Ngày ngày đều luyện, không dám lười nhác à? Được, vậy thì chúng ta thử xem nhé. Vâng ạ. Mời. Vậy ta không khách khí đâu. Sao đánh ghê vậy? Mau ngăn họ lại đi. Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng đâu. Mẹ xem, cha con chỉ đang thử võ công của Lưu Phong mà thôi. Mẹ xem, không sao mà. Thì ra là thế. Không ngờ Lưu Phong dưới sự chỉ bảo của ông thông gia, võ công đã tiến bộ nhanh như thế. Đúng ạ, không tồi, không tồi. Thất tỷ, hiếm thấy cha hưng phấn như vậy, chúng ta cũng đến rút vui đi. Tỷ thèm vào mà đi. Nhị tỷ, đi nào. Nhị tỷ, bác tỷ cẩn thận nha. Quá ra mấy tỷ muội của con đều biết võ công à? Mẹ, cha con rất là hiểu biết về võ công, thế nên mấy tỷ muội của chúng con từ nhỏ đã theo cha học võ rồi. Chúng con thường xuyên đấu võ cho vui đó mà. Rất giỏi, rất là giỏi đó. Mẹ, mẹ ngồi xuống đi ạ. Ngồi xuống uống trà. Nào mẹ. Mẹ, không sao chứ mẹ? Có đổ vào con không? Không sao, không sao. Con xem này, dậy ướt hết rồi. Mau tháo ra đi, tháo ra đi. Không sao đâu mẹ. Sao lại không sao? Đi dậy ướt thì không tốt đâu. Mẹ đi lấy giày cho con. Mẹ không cần đâu, con tự đi. Bây giờ con không tiện cử động nhiều rồi, để cho mẹ đi ngoan nào. Mẹ, mẹ ngồi xuống đi. Mẹ ngồi đi mà. Con đâu có nỡ. Để cho mẹ hầu hạ con. Thất tỷ, thất tỷ, giày của muội bị ướt rồi. Tỷ có thể về phòng của muội lấy giúp cho muội đôi giày sạch có được không? Tỷ, được thôi. Cảm ơn thất tỷ. Hình như là thất tỷ của con không được thoải mái lắm. Không đâu, không đâu mẹ à. Thất tỷ là người như vậy đấy. Tỷ ấy không thích cười. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Lưu Phong, cẩn thận đấy. Gọi ta như người hầu ấy à? Đáng ghét. Vậy để ở đâu? Để ta xem có bí mật gì nào. Cố muội, muội và Lưu Phong thì ra là kết hôn giả. Để ta xem lần này cô ăn nói với phụ vương như thế nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhị tỷ bác tỷ bái phục. Tốt. Mới mấy ngày không gặp, võ công của con đã tiến bộ rất nhiều rồi. Đặc biệt là nội công còn tốt hơn ta tưởng tượng nữa. Được, ta tin sau này nhất định là con sẽ vượt được qua ta. Đều nhờ công dạy dỗ của nhạc phụ đại nhân. Có con rể như con, ta không sợ võ công thất truyền rồi. Dạ, chúc mừng cha có người kế nghiệp rồi. Đúng vậy, chúc mừng cha. Tốt. Em rể phải nỗ lực nữa đấy nha. Được ạ. Nhị tỷ, muội hỏi tỷ chuyện này, tỷ có biết loài ác thú tên đào ngột không? Đào ngột à? Tỷ biết. Đào ngột là một loài ác thú hung bạo thời kỳ thượng cổ, rất là hung mãnh. Nó mặt người chân hổ, miệng có răng nanh, có đuôi dài. Thế nên con ác thú hung bạo này không có cách nào thuần phục, cũng không có cách nào giáo hóa được. Nó thường làm loạn ở trong rừng sâu. Thế nhớ gặp phải nó thì làm thế nào đây? Đánh chết nó. Đánh không chết, đánh không chết thì muội trốn đi. Và còn nữa, không đối phó với đào ngột tuyệt đối là không phải là chuyện dễ. Một khi gặp phải thì tẩu vi thượng sách. Nếu bị đào ngột cắn cho bị thương thì chỉ có lấy kỳ nội đan mới bảo toàn được tính mạng. Sao đột nhiên muội lại hỏi chuyện này? Đợi tối thì muội sẽ giải thích với tỷ nha. Đi nào. Ông Thâm gia uống chút nước đi ạ. Thật là không ngờ, nhà ông thì ai ai cũng đều biết võ công cả. Đâu có, để bà Thâm gia cười chê rồi. Không đâu, tôi thấy đặc sắc lắm đó. Có mệt không? Uống trà đi. Sao lại không đi giày? Ban nãy Mai Anh bưng trà cho mẹ, không cẩn thận nên làm giày bị ướt rồi. Vậy ta đi lấy giày cho nàng. Không cần, ta đã nhờ thất tỷ đi rồi. Tỷ muội, hãy mau mang giày đi, đừng để chân bị lạnh đó. Cảm ơn nha thất tỷ. Cảm ơn thất tỷ, làm phiền tỷ một chuyến rồi. Cha, con có chuyện quan trọng muốn nói với cha. Có chuyện gì thì đợi lát nữa hãy nói. Bà Thông gia còn ở đây, đừng vô lễ, ngồi đi. Biết rồi ạ. Không sao đâu, người nhà cả mà. Mời. Cổ muội, ta xem ngươi còn đắc ý được bao lâu đây. Từ từ thôi cha. Cha, đã muộn rồi, cha đi nghỉ đi. Chúng con về phòng đây. Thất muội, sao còn chưa về phòng? Nhị tỷ, tỷ về trước đi. Muội và phụ nhân có chuyện cần nói. Được rồi, thế tỷ đi trước nha. Có chuyện gì nói đi. Phụ dương, thì ra của muội và Lưu Phong là kết hôn giả. Con nói linh tinh cái gì thế? Phong Nhi yêu thương của muội như thế. Hơn nữa bây giờ của muội đã mang cốt nhục của Lưu gia rồi, sao lại có thể là kết hôn giả chứ? Phụ dương, không phải thế đâu. Những gì người thấy có thể chỉ là giả dờ mà thôi. Nếu không tin thì người xem cái này đi. Đây là cái gì? Cái này là hẹn ước kết hôn giả của Lưu Phong và Cửu Muội. Con nghĩ Cửu Muội gì không muốn lấy Kim Bất Khoáng Đại Dương mới làm như thế này. Đi gọi bọn Cửu Muội đến đây. Dân. Hai người nghỉ đi, tỷ không làm phiền nữa rồi. Thất tỷ, thất tỷ, có chuyện gì thế? Đương nhiên rồi, không chỉ là chuyện mà là chuyện lớn nữa đấy. Chuyện lớn gì ạ? Cha nói muốn cho hai đứa muội và Lưu Phong đến gặp cha. Cha tìm bọn muội.
Đúng. Cha có vài chuyện muốn hỏi đấy. Mau đi đi. Đi đi. Đi nào. Muộn như thế này rồi, cha còn có chuyện gì muốn tìm chúng ta nhỉ? Chuyện này tỷ cũng chịu thôi, nhưng mà xem ra chắc là không đơn giản. Có phải là nhạc phụ biết là nàng mang thai giả không? Nếu biết thật thì thảm rồi. Bác tỷ, đừng có tự hù dọa bản thân của mình nữa. Cho dù cha có biết chuyện này thì cũng không nỡ làm gì chúng ta đâu. Hai người hiếu thảo với cha thế cơ mà. Cũng đúng đó, chắc chắn là cha sẽ tha thứ cho chúng ta, yên tâm đi. Mấy người không thể đi nhanh hơn được nữa hả? Không có vấn đề gì, đi thôi nào. Cha. Cha, muộn như thế này rồi, không biết là cha gọi chúng con đến là có chuyện gì? Bác muội cũ muội hai đứa quỳ xuống cho ta. Cha. Cha, sao vậy cha? Không ngờ hai đứa con dám lừa gạt ta. Đặc biệt là con đấy bác muội à. Ta bảo là con coi chừng nó cẩn thận. Thật là không ngờ con dám giúp chúng nó cùng dối trời gạt đất. Con muốn làm cho ta tức chết đi được hả? Mới cam lòng có phải không? Con xin lỗi cha, cha đừng có giận. Thật ra thì cửu muội cũng có ý tốt, muốn làm cho bá mẫu vui lòng. Đúng đấy, thế nên mới nói dối là có thai. Cha hãy niệm tình, muội ấy có lòng hiếu thảo mà đừng có trách muội ấy nữa, có được không? Cửu muội, muội cũng được đấy nhỉ? Rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện mà muội giấu cha nữa hả? Cha, thật ra chuyện này con cũng có lỗi, con đương nhiên là có lỗi rồi. Ta thật sự không thể ngờ là ba đứa con dám cùng nhau lừa dối ta lâu như vậy. Các con thật là cho ta quá đau lòng rồi. Nói thì hay lắm, vì lòng hiếu thuận nên giả mang thai, cái đó còn có thể tha thứ được. Còn đây, đây là cái gì đây? Các con tự xem đi. Cái này sao lại có thể ở trong tay của cha chứ? Bây giờ con trả lời cho cha, có phải vì không muốn lấy kim bất khoáng nên con làm như vậy, có đúng không? Phải vậy không? Con Lưu Phong, ta hỏi con, nếu mà chuyện con kết hôn với Mai Anh là giả, mang thai cũng giả nốt, vậy thì bình thường trước mặt ta các con có tỏ ra yêu thương như vậy là thật hay là giả hả? Nói đi. Là thưa nhạc phụ đại nhân, con và Mai Anh là thật lòng yêu thương nhau, tuyệt đối không có phần nào dối trá, thật chứ dân. Nhưng mà trong bản hợp đồng này viết rõ rằng con và Mai Anh giả vờ làm vợ chồng để đối phó với gia đình. Giấy trắng mực đen như thế này là thật hay là giả đây? Là Lưu Phong, ta quá thất vọng về các con rồi. Nếu tất cả đã là giả thì bây giờ ta sẽ đưa Mai Anh đi. Vở kịch này không cần phải diễn nữa. Nhạc phụ đại nhân, xin hãy bớt giận. Đừng mà cha, con cầu xin cha, cầu xin đừng đưa Mai Anh đi. Con thừa nhận, khi mới bắt đầu con và cô ấy giả vờ thành thân, nhưng sau đó khi mà bọn con cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, như khi nhạc phụ đại nhân bị mấy tên thổ phỉ bao vây, chúng con hợp lực ứng cứu. Và còn nữa, đến đảo Bồng Lai để tìm tiên thảo, suýt chút nữa mất mạng. Trong thời gian đó, con và Mai Anh cùng vượt qua rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Suýt nữa thì sinh ly tử biệt rồi. Cuối cùng, con cũng đã hiểu ra con thật sự không thể là không có cô ấy. Trên thế giới này, ngoài Mai Anh ra, con tin rằng không ai có thể khiến cho con từ bỏ cả sinh mệnh để bảo vệ cô ấy. Vì vậy, nhạc phụ đại nhân, xin người hãy tác thành cho con và Mai Anh nha. Cha, con thừa nhận là lúc đầu đã lừa cha. Con xin lỗi, con thực sự là biết con sai rồi. Nhưng con và Lưu Phong ở bên nhau những ngày qua, con phát hiện ra là chàng ấy thật sự rất tốt với con gái. Bây giờ con đối với Lưu Phong, hai chúng con là thật sự yêu thương nhau. Cha, cha có thể tác thành cho chúng con không? Hai người cũng thật là biết diễn kịch đấy nhỉ. Giấu giếm không thành thì bây giờ lại dùng khổ nhục kế
Không có mà, làm sao mà ta có thể biết? Có phải là các con đang diễn kịch cho ta xem hay không hả? Cha, nếu cha không tin, bây giờ con phải rồi, trước mặt cha con sẽ xé đi. Có đúng, đúng rồi, bản hợp đồng này phải rồi. Như vậy là cha tin rồi chứ cha? Cha, nhạc phụ đại nhân, hợp đồng không tính nữa rồi, tác thành cho chúng con nhé. Nhạc phụ đại nhân, nếu người vẫn còn không tin, con và mấy anh sẽ quỳ không đứng dậy nữa. Cha, cha, thật đấy cha, họ nói thật đấy ạ. Người hãy tin họ đi có được không? Con đường này con đã chứng kiến hai người họ đã đi như thế nào. Bây giờ họ đã thực sự tình cảm rất là hạnh phúc. Người không thể nhẫn tâm chia cắt đôi duyên ương được. Cha, cha, người nhất định đừng để khổ nhục kế này lại lừa được người nữa. Thất tỷ, cha, nếu người thật sự là không tin chúng con, thì để chúng con dập đầu lại cho người mà xem. Cha, chúng con sai rồi. Cha, xin hãy tha lỗi cho chúng con. Người hãy tác thành cho chúng con đi. Tác thành cho chúng con đi, cha. Cha, 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 nhạc phụ đại nhân, cha, người đừng tin. Khổ nhục kế của họ đều là giả đó. Cầu xin nhạc phụ tác thành. Nhìn bộ dạng của họ, lẽ nào lại là giả sao? Được rồi, đứng dậy đi. Cha, cha sẽ lại tin các con một lần nữa. Cảm ơn cha. Lần sau nếu để ta phát hiện các con còn giấu ta về chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu. Nhớ chưa? Cảm ơn cha. Cảm ơn cha. Nói với nhị tỷ, ngày mai trời sáng sẽ đi luôn. Vâng, cha. Cha, thật tỷ. Gây ra chuyện lớn như thế này, hai người còn như vậy được sao? Làm đệ sợ chết khiếp đi được. Không sao rồi, không sao rồi. Ai nói là không sao chứ, đừng có mừng vội. Sáng sớm ngày mai nên cẩn thận một chút đi. Ông Thông Gia, sao lại đi vội như vậy chứ? Tại sao lại không ở thêm vài ngày nữa? Bà Thông Gia, tôi còn có chút việc, cũng không nên làm phiền nữa. Đa tạ. Khi khác thì chúng tôi sẽ lại đến thăm bà Thông Gia. Muội hãy chăm sóc tốt cổ muội nhé. Bác muội, muội hãy chăm sóc tốt cho cổ muội. Muội biết rồi, tỷ nhớ chăm sóc cha nha. Ở lại thêm vài ngày thì tốt. Được rồi, xin dừng bước. Mai Anh à, nhất định phải nghe lời mẹ chồng đấy. Biết chưa? Con biết rồi cha, cha yên tâm nha. Nhạc phụ, bà Thông Gia, xin cáo từ. Cha, đi thông thả, người hãy bảo trọng nhé. Được rồi, bọn tỷ đi nhé. Nhị tỷ chăm sóc cho cha tốt nhé. Cổ muội bảo trọng, có thời gian hãy nhớ đến thăm muội nha. Cha, đi cẩn thận, bảo trọng, đi thông thả. Nhị tỷ đi thông thả, thượng lộ bình an nhé. Bà Thông Gia, được rồi, cứ yên tâm. Nhớ đến thăm muội, mọi người về nhé. Lên đường thuận lợi. Đi đường cẩn thận nha. Chúng ta vào thôi. Được rồi, lão phu nhân, để tôi đỡ. Bá mẫu, dạo này cũng mệt rồi, nghỉ ngơi nhiều vào nha. Được rồi, đại ngu, đừng nhìn nữa. Vừa nãy nàng có phát hiện thấy là sắc mặt của Lưu Phong và Mai Anh không ổn lắm. Phải rồi, thiếp cũng thấy mà. Nhưng mà ông Thông Gia đi vội vàng như vậy, lần này liệu có phải là đã xảy ra chuyện gì không?
thế này nha. Nàng nghĩ cách lén lút quan sát Lưu Phong và Bạch Mai Anh, xem bọn họ rốt cuộc bị làm sao vậy. Việc này thì Thiếp thích nhất đấy. Việc trộm gà mò chó thì nàng lại thích. Nàng nói xem, bản hợp đồng hôn nhân giả sao lại có thể đến được tay của nhạc phụ chứ? Thật là kỳ lạ. Ta nghĩ đi nghĩ lại, liệu có phải là lúc Thất tỷ đến phòng mình, lúc mà lấy hộ ta giày thì đã phát hiện ra bản hợp đồng đó? Nhưng mà tỷ nghĩ như thế thì cũng tốt. Dù thế nào thì bây giờ hai người sớm đã là đôi vợ chồng thật sự rồi, còn cần gì bản hợp đồng đó làm gì nữa. Thực tế tối hôm qua những lời nói của hai người rất ăn khớp với nhau, thật sự rất làm cảm động người khác. Chị ấy à, chắc chắn là bị sự chân thành của hai người lay động, thế nên mới tha thứ cho hai người đó. Chỉ biết cười cười. Bây giờ đối với hai người cái quan trọng nhất là phải giải quyết việc Mai Anh giả vờ mang thai. Hai người nhất định không được xem thường đâu đấy. Nếu không thì sau này, việc này nếu bị bá mẫu biết được, xem ba chúng ta có thể kết cục như thế nào đây. Cố hết sức vậy. Cũng nói đúng. Hóa ra là Mai Anh giả vờ mang thai. Tốt quá rồi, lần này ta có thể nắm được thóp rồi. Ở bên ngoài có người rồi. Có người. Trời ơi, lấy à, Ngọc Kiều. Xong rồi, cô ta chắc chắn là đã nghe thấy việc người giả vờ mang thai rồi. Ta phải làm thế nào đây? Được rồi, trước hết thì đừng có làm rối tình hình nữa. Bây giờ ta phải đi ngăn Ngọc Kiều lại, đề phòng việc cô ta sẽ nói cho bá mẫu. Biết làm gì đây? Biết làm gì đây? Cơn sóng này vừa qua, cơn sóng khác lại đến rồi. Nào gì, từ từ thôi. Đại ngu à, mấy ngày nay con dặn nhà bếp hầm một ít canh để Mai Anh tẩm bổ. Không hay rồi. Dì ơi, không hay rồi. Hai người không biết đâu. Vừa mới lúc nãy con nói to lên một chút, ta không nghe thấy gì cả. Có chuyện gì chứ? Tại sao mình lại phát không ra tiếng chứ? Con có nghe thấy gì không? Không nghe thấy sao? Sao thế? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Tại sao tự nhiên lại nói không được thế? Thôi, tại sao lại nói không được? Đừng có căng thẳng nữa. Con mau đi làm một ít bột ngó sen uống đi. Đợi khổ rồi hãy nói. Đừng có vội, đợi khổ rồi hãy nói. Thái Điệp, hãy dìu lão phu về phòng nhé. Đừng căng thẳng. Nàng đừng có giả vờ nữa. Dì đi rồi thì nàng vẫn còn giả vờ sao? Nàng câm thật rồi à? Thật sao hả? Được rồi. Tại sao lại câm được chứ? Mau về phòng đi. Ta sẽ làm bột ngó sen cho nàng. Nhanh đi. Sao lại có chuyện này chứ? Phu nhân, nào, canh ngó sen đây rồi. Uống đi. Ta đã thổi nguội cho nàng rồi đấy. Sao rồi, có ngon không hả? Nào thử đi xem nào. Ngọc Kiều, không sao đâu, đừng có lo. Sẽ khỏi thôi mà. Ta sẽ mời cho nàng vị lang trung giỏi nhất đến khám. Sao lại có chuyện này chứ? Làm thế nào hả? Lưu Phong. Phòng của Lưu Phong mà, đúng rồi. Nàng nói là nàng nghe được bọn họ nói chuyện à? Ta ngồi đây à? Chúng ta hôn hả? Chúng ta hôn hết. Sau đó thì bụng to lên, mang thai. Nàng mang thai rồi hả? Nàng mang thai rồi. Họ Kiều, ta nói cho nàng biết, họ Trương của chúng ta. À, Mai Anh có thai rồi ạ?
Sau đó ta hiểu rồi, mai anh có thai rồi, đắc ý lên tận trời xanh luôn. May, may, may anh có thai, may, may trên trời có thai. Ban nãy may mà tỉ nhanh nhẹn, nếu không thì hậu quả khó lường đấy. Nhưng mà chúng ta đối xử với biểu tổ như thế liệu có quá đáng không? Yên tâm đi, tỉ dùng độc môn bí quyết truyền của Bạch gia sẽ không hại đến sức khỏe đâu, yên tâm đi. Đến cái này mà cũng nàng cũng biết à? Đúng, Bạch gia nhà nàng đúng là quá siêu, nói cho chàng biết, cái này còn chưa là gì đâu, những thứ cha